Hyundai Stylizer thì có nên độ bi gấm không này cho anh em xem này. Đây, đây anh em taxi tại dịch vụ nhá, làm quả bi gấm này. Đấy, bóng trên nó không vừa nhưng anh em làm quả bi gấm ở đây. Đấy, anh em chơi anh em cực kỳ đẹp luôn, ánh sáng là siêu sáng. À. Siêu sáng luôn, đèn zin ở dưới mà không thể đảo bằng đi gầm rồi anh em được. Rồi siêu sáng rồi đấy, siêu chói luôn đấy. Và con này là một bộ màn hình liền cam 360 OLED Pro 13 inch này đấy, chưa đấy, nhìn to chưa, kinh luôn anh em ạ, to đúng anh em luôn, mắt cam nhất là có một đôi bi gầm anh em, siêu đẹp nha. Đó, anh em nhìn em mặt cắt đi, cắt sáng trưng luôn. Đó, đi đêm này, đó, đá pha này, con này chỉ có một màu nha, một màu trắng anh em, đó, ngon luôn. Đó, mình sẽ giảm nhạc đi khỏi bản quyền nhá, và một bộ màn hình điện cam 360 này. Trong này đây đấy, siêu nét cho anh em luôn. Đấy, đằng sau bên phải bên trái đấy, ok hạt tích ban 13 inch ok, xin chào anh em.